chiến thần thánh y đường tuấn chu tước thần quân nhìn đầu thương đỏ rực lửa trong tay trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng tuy rằng cái danh thần quân đứng đầu dễ nghe nhưng trung quy vẫn chỉ là thần quân ông ta lẩm bẩm có điều đường tuấn hỏi về chuyện của tiên khí làm gì sắc mặt ông ta bỗng nhiên thay đổi nhớ tới vấn đề mà đường tuấn hỏi lúc trước thứ gì có thể sánh với binh khí thần thánh tiên khí ông ta nói với đường tuấn có ma khí phù khí nhưng lúc này ông ta mới nhớ tới còn có một loại binh khí thần thánh khác loại binh khí thần thánh đó ông ta cũng mới chỉ nghe qua tên mà thôi thiên đạo chi bảo loại binh khí thần thánh này còn được xếp ở phía trên tiên khí nghe nói là binh khí trời ban có uy lực tối cao tiên khí thi thoảng còn xuất hiện trong đời thực nhưng thiên đạo chi bảo lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết sắc mặt chu tước thần quân chợt khôi phục lại bình thường cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá hoang đường tự lẩm bẩm có lẽ là cậu ấy bỗng dưng thấy hứng thú. Chu Tước Thần Quân lắc đầu, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Còn về việc Thiên Đạo Chi Bảo, ông ta cảm thấy không cần thiết phải nói cho Đường Tuấn. Rốt cuộc thì loại chuyện này cũng quá xa vời. Lúc này, ở trong một tòa căn cứ cấp chữ thiên khác. Tòa căn cứ này gọi là Thiên Thập, là căn cứ cấp chữ thiên tốt nhất, cũng là nơi tối cao trong 80 tòa căn cứ, nghe nói người thật sự khống chế căn cứ thiên thập chính là ngự tôn giả. Trương Định An mang theo đạo nhất vào trong trung tâm căn cứ. Một lát nữa tôn giả sẽ đến, anh nên thành thật một chút cho tôi, Trương Định An lạnh lùng nói với đạo nhất. Tuy biết đạo nhất là người mà nhóm tôn giả nhìn chúng nhưng Trương Định An không hề tôn trọng anh ta, ngược lại còn cảm thấy thực lực của đạo nhất yếu ớt một cách đáng thương. Nếu không phải lần này anh ta kịp thời xuất hiện, chỉ sợ đạo nhất sẽ bị đường tuấn đánh cho đến chết cho nên lúc anh ta nói chuyện đều dùng giọng điệu của kẻ đứng trên cao nhìn xuống suốt cuộc anh ta vẫn cho rằng bản thân mới là người nhóm tôn giả đã lựa chọn là người thật sự được bọn họ xem trọng lúc này tâm thần đạo nhất đang không ổn định dường như không hề nghe thấy lời của trương định an lúc này không gian bỗng nhiên trở nên méo mó hai bóng dáng bất chợt xuất hiện sau đó dần dần rõ ràng hơn lộ ra hình dạng thật toàn thân người này đều ánh lên ánh sáng của kim loại như thể được tạo thành từ máy móc hợp kim. Mà bóng dáng còn lại chính là một con hổ khổng lồ màu trắng. Một người một hổ xuất hiện, không gian nơi này ngay tức khắc tràn ngập một cỗ áp lực đáng sợ, làm Trương Định An không ngừng run dày. Thần tôn cơ giới, tôn giả bạch hổ. Trương Định An quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng cung kính. Hai người này vậy nhưng chính là thần tôn cơ giới và tôn giả bạch hổ, là hai trong sáu đại tôn giả của kỷ nguyên. Đạo Nhất mơ màng, vẫn cứ đứng như trời trồng tại chỗ. Trương Định An thấy thế thì không khỏi quát, còn không mau quỳ xuống tham kiến tôn giả. Tuy rằng không biết vì sao nhóm tôn giả lại để anh ta mang đạo nhất về, nhưng Trương Định An thật sự không có cảm tình gì với cái tên đạo nhất này. Đạo Nhất liếc nhìn hai người thần tôn cơ giới và tôn giả Bạch Hổ một cái, sau đó vẫn tiếp tục làm như không biết. Tôn giả Bạch Hổ liếc nhìn Trương Định An, lạnh lùng nói có giáo huấn cậu ta hay không còn chưa cần cậu thay chúng tôi quyết định ánh mắt lạnh lẽo của tôn giả bạch hổ làm trương định an phát run vội vàng cúi đầu vẻ mặt càng thêm cung kính tôn giả bạch hổ nhìn đạo nhất rồi nhíu mày quát còn không mau tỉnh lại giọng nói mang theo một loại sức mạnh kỳ lạ vẻ mặt mờ mịt của đạo nhất cuối cùng cũng biến mất trở nên tỉnh táo lại hoàn toàn nhìn thấy tôn giả bạch hổ và thần tôn cơ giới anh ta cũng không hề cung kính quỳ xuống như Trương Định An, chỉ hơi hơi khom lưng nói, gặp qua hai vị tôn giả. Cảnh tượng này làm Trương Định An càng thêm bất mãn trong lòng, thậm chí còn hơi tức giận. Tôn giả Bạch Hổ lại không để ý, nói, đạo nhất, cậu không cần phải để ý việc thắng thua. Chỉ cần nhớ kỹ, ai có thể cười đến cuối cùng mới là người thật sự chiến thắng. Thần tôn cơ giới cũng hòa nhã nói, không sai, tiềm lực của cậu còn chưa được khai phá, Thắng bại nhất thời cũng không tính là gì. Thái độ của Tôn giả Bạch Hổ và thần tôn cơ giới đối với Đạo Nhất làm Trương Định An cảm thấy ghen ghét, càng thêm phẫn nộ, anh ta lên tiếng, "Hai vị tôn giả, tôi đã thấy thực lực của Đường Tuấn. Cho dù là tôi cũng không dám nói có thể nắm chắc 100% thắng được anh ta. Tu vi của Đạo Nhất còn thấp, tôi thấy nếu không có thời gian 100 năm mà muốn thắng Đường Tuấn thì không có khả năng. Lần này nếu không phải có tôi, Đạo Nhất rất có thể đã chết tại nơi đó." Audio điện tử võ tấn bền. Anh ta chính là muốn nói cho hai vị tôn giả hiểu, đạo nhất chẳng phải là thứ gì, nếu không có anh ta, đạo nhất cũng có cơ hội quay về. Vừa nghe thấy những lời này, vẻ mặt đạo nhất buồn bã. Trương Định An thấy thế, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc, gương mặt lộ vẻ đắc ý. Đủ rồi, thần tôn cơ giới tức giận gầm lên. Tôn giả Bạch Hổ cũng lạnh lùng hừ một tiếng, nói Trương Định An, Chúng tôi cho phép cậu nói chuyện sao? Tuy rằng chỉ là pháp thuật ảo ảnh, hai vị tôn giả không có cách nào bộc lộ sức mạnh, nhưng Trương Định An đột nhiên thay đổi sắc mặt. Anh ta hình như đã xem nhẹ tầm quan trọng của đạo nhất. Tôn giả Bạch Hổ lạnh lùng nói, "Trương Định An, cậu tốt nhất nên hiểu rõ thân phận của chính mình. Tôi bảo cậu đem Đường Tuấn mang về, cậu đã làm được chưa?" Trương Định An biện minh, nói, "Tôn giả, lần này là bởi vì có Chu Tước Thần Quân ra tay." mong tôn giả cho tôi thêm một cơ hội nữa tôi nhất định sẽ mang đường tuấn về cho ngài không cần bây giờ cậu có thể đi ra ngoài được rồi tôn giả bạch hổ quát đầu óc trương định an trống rỗng không dám tin nói tôn giả tôi sao anh ta nhìn về phía hai chiếc đệm hương bồ được đặt ở vị trí trung tâm của mảnh không gian đó là trung tâm của căn cứ thiên thập có thể cảm ứng được căn nguyên chi lực căn nguyên chi lực ở đó so với 9 căn cứ cấp chữ thiên khác thì rõ ràng hơn rất nhiều. Lúc trước, mấy vị tôn giả từng đồng ý với anh ta, chỉ cần bắt đường Tuấn mang về, trong đó sẽ có vị trí cho anh ta. Cậu làm việc không ra gì mà còn muốn chiếm hữu một vị trí. Đạo nhất, cậu ngồi ở chỗ kia, trong khoảng thời gian này, cậu sẽ tu hành tại đây, hai người chúng tôi sẽ tự mình đến hướng dẫn cho cậu. Tôn giả Bạch Hổ lạnh lùng gian dậy Trương Định An nhưng sau đó lúc nói chuyện với đạo nhất vẻ mặt lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều đây hoàn toàn là hai loại đãi ngộ khác nhau trương định an lắp bắp định nói nhưng không đợi anh ta mở miệng tôn giả bạch hổ đã nói nhìn cái gì mà nhìn cút đi loại người giống như cậu chúng tôi muốn có bao nhiêu mà chẳng được nếu cậu không nghe lời chúng tôi sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ của cậu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tôn giả bạch hổ và thần tôn cơ giới trong lòng trương định an trở nên muội lạnh cậu chẳng qua cũng chỉ là một kẻ dự bị câu nói của chu tước thần quân vang vọng bên tai anh ta còn chưa cút tôn giả bạch hổ trầm giọng nói vẻ mặt trương định an mông lung chậm rãi bước ra ngoài giọng nói của thần tôn cơ giới vang lên ở phía sau anh ta vậy mà còn dám vọng tưởng sánh ngang với đạo nhất không biết cậu ta lấy đâu ra tự tin đấy nếu không phải là người trái đất lại quen biết với đường tuấn thì làm sao có thể đến lượt cậu ta Bọn họ biết rõ Trương Định An có thể nghe được nhưng vẫn không hề bận tâm. Điều này làm cho Trương Định An càng thêm khó chịu trong lòng. Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu cũng chỉ có anh ta mơ mộng hão huyền, những vị tôn giả kia vốn dĩ không hề xem anh ta ra gì, coi anh ta là thứ lúc nào cũng có thể tùy tiện vứt bỏ. Nhìn thấy Trương Định An đi ra ngoài, thần tôn cơ giới và tôn giả Bạch Hổ vẫn không buồn bận tâm như cũ. Đối với bọn họ mà nói, Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được một kẻ thứ hai giống như Trương Định An vậy. Nếu không nghe lời, đổi một kẻ khác là được." Tôn giả Bạch Hổ nghiêm nghị nói, "Đạo nhất, cậu phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Bài kiểm tra của Cung Hỗn Nguyên cũng sắp bắt đầu, lần này không giống như những lần trước, sẽ có cơ hội để trở thành Tôn giả. Ngự Tôn giả và một vài Tôn giả chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi hết tất cả. Cơ hội này sẽ là của cậu, không ai có thể cướp được của cậu." cơ hội trở thành tôn giả. Ánh mắt đạo nhất đột nhiên sáng ngời, trong đầu anh ta hiện ra một người. Có phải chỉ cần trở thành tôn giả thì có thể đánh bại được anh? Suy nghĩ này càng trở nên kiên định. Đường Nhiêu ở lại căn cứ của Chu Tước Thần Quân. Trong hai vị trí ở trung tâm trận Pháp có một vị trí là Chu Tước Thần Quân để cho anh. Chu Tước Thần Quân và Đường Tuấn đang ngồi trên hai chiếc đệm hương bồ. Chu Tước Thần Quân nói, trong 10 căn cứ cấp chữ thiên, nơi tốt nhất tất nhiên chính là căn cứ thiên thập. Theo suy đoán của tôi, nếu tu luyện một ngày trong trung tâm căn cứ thiên thập sẽ bằng tu luyện trong căn nguyên không gian một giờ. Về phần các căn cứ khác, hiệu quả đều kém hơn rất nhiều. Trước khi bài kiểm tra lần này của cung hỗn nguyên bắt đầu, có lẽ đạo nhất sẽ chỉ ở trung tâm căn cứ thiên thập tu luyện, thậm chí sẽ có tôn giả tự tay hướng dẫn. Lần đụng độ tới, thực lực của cậu ta chắc chắn sẽ đạt đến trình độ vô cùng khủng bố. Ông ta thở dài, nói tài nguyên mà tôi có thể cho cậu không nhiều lắm. Tốt nhất cũng chỉ có nơi này có thể cảm ứng căn nguyên không gian. Mặc dù ở đây tất nhiên không thể so sánh được với căn cứ thiên thập, nhưng cũng coi như là bù trừ phần nào về việc tranh lệch tài nguyên cho cậu. Dường như sợ đường Tuấn lo lắng, ông ta còn cố ý vỗ vỗ bả vai đường Tuấn, cổ vũ tôi tin tưởng thiên phú của cậu. Cho dù tài nguyên có phần ít ỏi, nhưng chắc chắn sẽ không kém hơn ai. Đường Tuấn gật đầu cười cười. Anh thả lỏng tinh thần, bắt đầu cảm ứng căn nguyên chi lực xung quanh mình. Tuy rằng căn nguyên chi lực ở nơi này yếu ớt nhưng tổng thể không đến nỗi nào. Còn về căn cứ Thiên Thập, ngay từ lúc bắt đầu, Đường Tuấn đã không nghĩ tới. Anh từ trong miệng Chu Tước Thần Quân cũng biết được phần nào, bối cảnh của đạo nhất rất lớn. Anh ta chính người có dòng dõi tiên mà mấy vị tôn giả cùng nhau bồi dưỡng, tương lai có hy vọng sẽ trở thành tiên. Về điều này, lời của chân nhân Thái Huyền thật ra không hề sai. Cảm ứng một lát, Đường Tuấn không khỏi thở dài trong lòng. Căn nguyên chi lực có thể cảm ứng được ở nơi này quả thật ít đến đáng thương. Tu luyện một ngày trong trung tâm căn cứ thiên thập sẽ bằng tu luyện căn nguyên không gian một giờ. Mà ở nơi này, tu luyện 10 ngày cũng chưa chắc đã bằng một giờ tu luyện trong căn nguyên không gian. Tranh lệch này thật sự quá lớn. Với tài nguyên như vậy, cho dù ngu dốt đến đâu thì đều có thể phi thiên, nói gì đến những người thuộc dòng dõi tiên hay thuộc kiểu nhân tài. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Đường Tuấn chợt thay đổi. Sắc mặt Đường Tuấn cứng đờ, trong chốc lát không biết nên nói gì. "Cảm ơn thần quân." Đường Tuấn trịnh trọng nói lời cảm ơn. Chu Tước thần quân khẽ lắc đầu, nói, "Vẫn phải tự dựa vào bản thân cậu rồi." Đường Tuấn liên tục gật đầu, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng đạo nhất ở căn cứ thiên thập tu luyện một ngày để bằng một giờ tu luyện trong căn nguyên không gian. Mà anh tu luyện ở chỗ này lại ngang bằng với tu luyện trong căn nguyên không gian, chính là nhiều hơn đạo nhất gấp 12 lần. Anh ta có tôn giả hướng dẫn, nhưng anh có chu tước thần quân ở đây, cũng không hề kém cạnh, thậm chí sự hướng dẫn của chu tước thần quân còn phù hợp với anh hơn. Rốt cuộc chu tước thần quân chính là thần quân đứng đầu, trình độ của ông ta trong giới thần quân cho dù tôn giả cũng không thể sánh bằng. Đạo nhất, Đường Tuấn lúc này có chút mong chờ về lần chạm trán tới với đạo nhất. Sau khi bia kỷ nguyên xếp hạng lại, chiến trường kỷ nguyên đã tiến vào một giai đoạn tương đối hòa bình. Nhưng những người xếp top 100 trên tượng đài kỷ nguyên đều biết, cuộc chiến đấu, sau kẻ thật sự đang sắp đến. Bất luận là thông qua bài kiểm tra của cung hỗn nguyên, thăng cấp thân phận, hay là đoạt được hy vọng có thể đột phá cảnh giới tôn giả thì những thứ đó đều đã đủ khiến cho mọi người phải liều mạng. Đường Tuấn cứ như vậy tu luyện 3 tháng trời. Trong thời gian này, anh vẫn chưa hề tiến vào căn nguyên không gian, bởi vì điều đó không cần thiết. Một ngày, Đường Tuấn tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện. Ngón tay của anh chạm nhẹ vào không gian, không gian quanh người lập tức phát ra từng đợt âm thanh nhỏ. Không gian bị phong tỏa. Đại thần thông không gian phong tỏa. Chu Tước thần quân ở bên cạnh kinh ngạc, ánh mắt chấn động nhìn Đường Tuấn. Trong 3 tháng này, Đường Tuấn đã lĩnh ngộ ra tổng cộng 8 loại đại thần thông. Ngay cả đại thần thông không gian phong tỏa vô cùng khó, anh cũng đã học được. Ngày trước tu luyện, tôi đã mất gần 1.000 năm để lĩnh ngộ được 8 loại đại thần thông. Chu Tước Thần Quân không khỏi nghĩ đến quá trình tu luyện của chính mình. Trong thời gian 1.000 năm lĩnh ngộ 8 loại thần thông, loại tốc độ này đủ để bản thân có thể kiêu ngạo. Chu Tước Thần Quân cũng cho rằng chính mình không hổ thẹn với cái danh Thần Quân đứng đầu nhưng lúc này so với đường tuấn, ông ta thật sự là không bằng. Dùng từ thiên tài không thể miêu tả hết được về tên nhóc này được, phải nói là yêu nghiệt mới đúng. Chu tước thần quân thở dài trong lòng. Vốn dĩ không mấy xem trọng trận đấu giữa đường tuấn và đạo nhất, nhưng lúc này, trong lòng ông ta lại bùng lên một tia hy vọng. Đối với tiến bộ của bản thân, đường tuấn cũng không quá ngạc nhiên. Tu luyện ở đây 3 tháng tương đương với tu hành trong căn nguyên không gian 3 tháng phải biết rằng lúc ban đầu khi anh mới tiếp xúc căn nguyên không gian thời gian nán lại thêm trong căn nguyên không gian có nhiều hơn thì cũng chỉ có mười mấy giờ mà hiện tại trong ba tháng tu luyện thời gian đã tăng thêm hơn một nghìn giờ gấp gần trăm lần dưới tình huống như vậy mà không có tiến bộ lớn mới khiến đường tuấn cảm thấy không thể nào nói nổi ngoại trừ lĩnh bộ tám loại đại thần thông vòng tròn thần bí cũng đã xảy ra biến hóa Lúc đầu trên vòng tròn có bốn loại dấu ấn căn nguyên là sinh mệnh, nuốt chừng, ngũ hành, hỗn loạn, nhưng hiện tại đã có nhiều hơn ba loại dấu ấn căn nguyên, lần lượt là là căn nguyên sấm sét, căn nguyên gió và căn nguyên không gian. Trong ba tháng này, anh cũng đang tu hành phương pháp châm cứu thần bí. Có tài nguyên khổng lồ của Chu Tước Thần Quân phụ trợ, phương pháp châm cứu thần bí liên tục được đột phá. Khi tu hành đến tầng thứ tư, anh lĩnh ngộ ra căn nguyên sấm sét và căn nguyên gió lúc đột phá tầng thứ 5, anh lĩnh ngộ ra căn nguyên chi lực không gian. Tổng cộng gồm 7 loại căn nguyên chi lực. Chu Tước Thần Quân chỉ biết Đường Tuấn lĩnh ngộ ra 8 loại đại thần thông, nhưng nếu biết Đường Tuấn còn lĩnh ngộ ra này 3 loại căn nguyên, chỉ sợ sẽ bị dọa đến phát ngốc. Có lẽ khi đạt tới tầng thứ 6 thì có thể lĩnh ngộ ra căn nguyên thời gian. Trong lòng Đường Tuấn âm thầm chờ mong. Căn nguyên thời gian chính là căn nguyên thâm sâu khó lường nhất trong những loại căn nguyên hàng đầu. Nhưng dựa vào trình độ y thuật hiện giờ của Đường Tuấn cũng chỉ có thể luyện đến tầng thứ 5 của phương pháp châm cứu thần bí. Lúc anh có được phương pháp châm cứu thần bí, nó cũng không có tầng thứ 6, vì vậy buộc phải dựa vào chính bản thân anh tự mình tìm tòi. Tới thời điểm hiện tại, Đường Tuấn cảm giác anh không thể không tiến vào cảnh giới thần quân. Nửa tháng trước, Đường Tuấn có một cuộc thi đấu nhỏ với Chu Tước thần quân. Trong trận chiến ấy, Đường Tuấn hơi kém hơn một chút nhưng lúc đó Đường Tuấn chỉ sử dụng một phần người thực lực sau khi đấu xong Chu Tước Thần Quân lộ rõ vẻ mệt mỏi vỗ vỗ bả vai Đường Tuấn nét mặt vui vẻ nói qua một trăm năm nữa danh hiệu đệ nhất Thần Quân của tôi phải nhường lại cho cậu rồi tính toán thời gian bài kiểm tra của Cung Hỗn Nguyên cũng sắp bắt đầu cậu đã tu luyện khổ cực ba tháng mấy ngày tiếp theo này nên thả lỏng một chút nhắn nhủ xong Chu Tước Thần Quân đứng dậy rời đi Đường Tuấn hơi nhướng mày, lấy ra lệnh bài thân phận của Cung Hỗn Nguyên. Bởi vì ba tháng này, anh chưa từng tiến vào căn nguyên không gian, cho nên năng lượng của lệnh bài vẫn luôn ở trạng thái bão hòa. Tiến vào căn nguyên không gian xem sao. Đường Tuấn vừa nảy ra ý nghĩ này, ngay sau đó, tâm thần đã xuất hiện ở bên trong căn nguyên không gian. Lúc này, anh dùng hình dáng thật để tiến vào căn nguyên không gian. Đám người mạnh thiền đã khôi phục ký ức anh cũng không cần thiết tiếp tục che giấu thân phận học trò Cung Hỗn Nguyên của mình. Đường Tuấn xuất hiện ở khu vực kế ngoài căn nguyên không gian, là phạm vi hoạt động của học trò ngoại vi Cung Hỗn Nguyên. Nơi này có không ít người đang tu luyện, sự xuất hiện của Đường Tuấn lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Đường Tuấn, có người hô tên anh. Đường Tuấn nhìn lại, hóa ra là người quen, Vũ Vô Thương học trò của Lâm Giang Tiên. Cô ta chậm rãi đi đến, dáng người yểu điệu Trùng hợp quá, Đường Tuấn cười cười. Vũ vô thương khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp. Khi cô ta khôi phục ký ức mới biết được nếu không có Đường Tuấn, cô ta căn bản không có khả năng thông qua bài kiểm tra của Cung Hỗn Nguyên. Mà trước kia, cô ta lại là một trong những người hiểu lầm Đường Tuấn, khiến cho Đường Tuấn phải chịu uất ức. Lúc cô ta nhớ lại mọi chuyện này nên muốn đền bù một chút cho Đường Tuấn thì cuộc xếp hạng bia kỷ nguyên đã bắt đầu rồi. Khi đó Đường Tuấn một bước nhảy vọt lên vị trí thứ ba trên bia kỷ nguyên, không chỉ có cô ta mà đến cả thầy của cô ta cũng phải ngước mắt thán phục. Lúc ấy, cô ta thậm chí còn cảm thấy ngượng ngùng khi nói đến chuyện đền bù cho Đường Tuấn, bởi vì Đường Tuấn lúc đó làm sao có thể để những thứ này vào mắt. Bầu không khí có chút xấu hổ. Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng truyền tới tại hai người. Đường Tuấn sao lại đột nhiên tới? Tôi nghe nói, sau khi anh ta biết bối cảnh của đạo nhất, sở tới mức 3 tháng cũng không dám tiến vào căn nguyên không gian. Ha ha, chuyện này rất bình thường thôi. Ai có thể nghĩ đến? Đạo nhất thật sự là người dòng dõi tiên, hơn nữa còn là thiên kiêu do vài vị tôn giả cùng nhau bồi dưỡng. Nửa tháng trước, đạo nhất cũng đã nắm chắc loại căn nguyên chi lực thứ sáu. Nghe nói anh ta bất cứ lúc nào đều có thể đột phá lên tôn giả, nhưng đã cưỡng chế cảnh giới lại vì muốn đánh bại Đường Tuấn trong cuộc thi đấu của cung hốn nguyên vũ vô thương sau khi nghe xong nét mặt có chút cứng đờ thấp giọng nói đường tuấn anh nhanh chóng rời đi đi cô ta lặng yên nhìn bốn phía xung quanh có người đang âm thầm đưa tin đem sự việc đang xảy ra ở đây truyền đi đường tuấn khẽ lắc đầu nói không cần tu vi của anh mới hình thành đang muốn tìm cơ hội nho nhỏ để thử một chút vũ vô thương hơi giật mình thần niệm hóa thân xuất hiện xung quanh càng nhiều phần lớn đều dùng ánh mắt diếu cợt nhìn đường Tuấn. Đường Tuấn, anh trốn không thoát đâu, một giọng nói châm biếm vang lên, thần niệm hóa thân của mạnh tinh hà xuất hiện ở trong đám người. Trương Định An cũng xuất hiện, khuôn mặt anh ta lạnh băng, đi từng bước về phía đường Tuấn. Trên người anh ta lộ ra một loại khí thế vô hình khiến vũ vô thương không khỏi lùi về sau vài bước. Đây là sự chênh lệch về trình độ tinh thần, Tuy rằng Trương Định An và Vũ Vô Thương đều là học trò ngoại vi của cung hỗn nguyên, nhưng Trương Định An rõ ràng mạnh hơn. Rất tốt. Trương Định An cười lạnh lùng một tiếng, nói không uổng phí công sức tôi đi đến căn nguyên không gian 2, 3 tháng này, chính là để chờ đợi giây phút anh xuất hiện ở đây. Anh ta dừng lại, đứng cách đường Tuấn 5, 6 mét, sau đó duỗi tay phát hỏa dấu hiệu gạch bỏ trước mặt đường Tuấn rồi nói tôi phải trở thành cơn ác mộng của anh. Một đời này của anh đã được định sẵn là bại tướng trong tay tôi." Đường Tuấn cười cười, nói, "Anh tự tin đấy." Trương Định An nói, "Bởi vì tôi có thực lực, ta có thể vận dụng năm loại căn nguyên chi lực, còn anh có thể sử dụng mấy loại?" "Thực lực của hai người chúng ta, một người ở trên trời, một kẻ ở dưới mặt đất. Ra tay đi, nếu không anh sẽ không còn cơ hội." "Ha ha," đáp lại Trương Định An chính là nụ cười lạnh lùng của Đường Tuấn một đòn không hề báo trước từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh tan hơn một nửa thần niệm hóa thân của trương định an anh trương định an lộ ra vẻ mặt hoảng sợ đường tuấn nói đây chính là một người ở trên trời một kẻ ở dưới mặt đất mà anh nói sao vậy thì anh hôm nay cũng quá kém cỏi đấy bốp bốp thân hình đường tuấn vụt qua xuất hiện ở trước mặt trương định an giơ tay đánh ra hai đòn Thần niệm hóa thân của Trương Định An lại tiếp tục bị tiêu tán thêm một ít. Sự hoảng sợ trong mắt anh ta càng lúc càng rõ, mới được có bao lâu mà Đường Tuấn đã tiến bộ nhiều như vậy? "Không đúng, anh là học trò nội môn của Cung Hỗn Nguyên." Trương Định An bỗng nhiên nói. Anh ta cũng không phải đã cảm nhận được điều gì mà chỉ là thuần túy suy đoán, bởi vì anh ta không tin Đường Tuấn có thể tiến bộ nhanh như vậy chỉ trong một thời gian ngắn mà khả năng duy nhất anh ta có thể nghĩ đến chính là chuyện này đường tuấn dừng tay nói đúng vậy lúc nói chuyện khí thức thần niệm hóa thân của anh bắt đầu thay đổi khi cảm ứng được khí thức thuộc về học trò nội môn của cung hỗn nguyên trên người đường tuấn sự phẫn nộ của trương định an biến mất thay vào đó cảm giác tức giận và uất nghẹn có bản lĩnh thì đánh với tôi một trận ở bên ngoài trương định an quát anh ta cảm thấy vừa rồi đường tuấn có thể đánh lại được anh ta hoàn toàn là do sự tranh lệch về thân phận cung hỗn nguyên suốt cuộc thần niệm hóa thân của hai người không giống nhau thực lực phát huy trong căn nguyên không gian cũng có tranh lệch rất lớn về phần thực lực thật sự anh ta vẫn rất tin tưởng bản thân mình có thể đàn áp được đường tuấn vốn dĩ việc đường tuấn đánh cho trương định an một trận tơi bời khiến cho người xung quanh vô cùng kinh sợ nhưng hiện tại vẻ mặt bọn họ đều đã giãn ra thì ra đây mới là nguyên nhân mà Đường Tuấn có thể đánh bại được Trương Định An. Có người gượng cười, nói tôi đã nói mà, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy trong vòng 3 tháng. Hóa ra là bởi vì anh ta là học trò nội môn của cung hỗn nguyên. Không ít người đều cảm thấy không đáng cho Trương Định An. Rõ ràng thực lực mạnh hơn so đối phương nhưng lại không phát huy được. Cũng chỉ có như vậy, đường Tuấn khẽ lắc đầu. Trong sân trở nên tĩnh mịch, hầu hết mọi người đều nhìn đường tuấn bằng ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc thực lực của trương định an vốn dĩ lợi hại hơn anh nếu không phải dựa vào thân phận học trò nội môn của cung hỗn nguyên áp chế anh cho rằng anh có thể thắng được trương định an sao cái gì cũng không biết thế mà còn dám kiêu ngạo chỉ sợ hầu hết mọi người ở đây đều đánh giá đường tuấn như vậy mạnh tinh hà châm chọc nói đường tuấn anh xong đời rồi anh thật sự cho rằng có Chu Tước thần quân chống lưng thì anh có thể muốn làm gì thì làm sao? Ha ha, cho dù là Chu Tước thần quân cũng không thể nào bảo vệ cho anh mọi lúc. Chờ đến khi bài kiểm tra lần này của Cung Hỗn Nguyên bắt đầu, anh sẽ biết được hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Ỉ vào thân phận học trò nội môn của Cung Hỗn Nguyên rồi tự cho mình là đúng. Đúng là ngây thơ. Anh ta vừa nói xong, ánh mắt Đường Tuấn lập tức dừng lại ở trên người Mạnh Tinh Hà mạnh tinh hà trực tiếp bị nổ tung, biến mất trong căn nguyên không gian. Trong sân càng thêm yên lặng, rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu. Đây chẳng phải chính là bị mạnh tinh hà nói chúng tim đen nên thẹn quá giận sao. Đường Tuấn lại chẳng buồn bận tâm, vừa rồi anh căn bản không hề dùng đến thân phận cung hỗn nguyên để áp chế Trương Định An. Đương nhiên, anh hoàn toàn không cần thiết phải giải thích loại chuyện này cho người khác, cho nên dứt khoát im lặng. Trong căn cứ thiên thập, tâm thần Trương Định An trở về thân thể. Bang! Anh ta bạo phát khí cơ, đập nát toàn bộ đồ vật xung quanh. Sắc mặt Trương Định An u ám một cách đáng sợ, nếu là thực lực không bằng, anh ta sẽ không tức giận đến mức này. Nhưng rõ ràng thực lực của anh ta vượt xa đường Tuấn mà vẫn bị thua thảm hại như vậy, cục tức này làm sao anh ta có thể nuốt trôi. Đường Tuấn, anh khinh người quá đáng, Trương Định An khẽ gầm lên. Trương Định An, cậu làm cái gì vậy đúng lúc này một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai trương định an cả người trương định an run rẩy vội vàng quỳ xuống nói gặp qua tôn giả đạo nhất đang tu luyện cậu lại tự ý bạo phát khí cơ cậu không biết như thế rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy sao giọng nói của tôn giả bạch hổ tiếp tục vang lên lại là đạo nhất trương định an lặng yên nắm chặt tay thành quyền sâu trong đáy mắt lộ ra sự không cam lòng ở trong căn nguyên không gian bị đường tuấn vũ nhục ở bên ngoài lại phải chịu ấm ức thứ rõng rõi tiên chó má gì chứ sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh bại anh trương định an hung ác nghĩ tuy rằng đạo nhất nắm vững sáu loại căn nguyên chi lực nhưng trương định an lại không sợ dù chỉ là một chút tôi hỏi cậu mồm đâu tôn giả bạch hổ nổi giận nói trương định an cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng giọng điệu cung kính kể lại chuyện xảy ra trong căn nguyên không gian hửm. Âm thanh của tôn giả Bạch Hổ mang theo một tia kinh ngạc, nói, vậy mà cậu ta lại là học trò nội môn của cung hỗn nguyên. Hừ, vận may không tồi, khiến tôi cũng phải động sát khí. Có điều người này là động lực của đạo nhất, cậu ta càng mạnh, tiềm lực đạo nhất bộc lộ ra sẽ càng lớn. Không lâu nữa thôi, đạo nhất sẽ dùng một chảm để hỏi thăm cậu ta. Trương Định An, người này chỉ có thể là do đạo nhất giết chết nếu cậu tính toán muốn động thủ thì cũng cho phải nhẫn nhịn lại cho tôi. Mắt Trương Định An tựa hồ muốn phun ra lửa nhưng vẫn cung kính đồng ý. Sau khi xác nhận tôn giả Bạch Hổ rời đi, Trương Định An mới lại ngồi xuống, chỉ là tâm thần của anh ta đã không thể tiếp tục duy trì bình tĩnh được nữa. Năm loại căn nguyên chi lực xuất hiện ở xung quanh người anh ta. Đạo nhất, tôi có 5 loại căn nguyên chi lực, không kém hơn so với 6 loại của anh là bao. Đường Tuấn, Đạo nhất mới nắm bắt được 6 loại, còn anh thì có thể nắm bắt được mấy loại cơ chứ. Chờ đến khi tôi đánh bại hai người được gọi là thiên tài như các người, để xem còn có ai dám xem thường tôi. Đường Tuấn ở lại trong căn nguyên không gian một lát, biết được không ít tin tức. Ví dụ như lần này, các chủng tộc lớn đều sẽ đưa học trò tâm đắc nhất của mình vào chiến trường kỳ nguyên, để bọn họ tham gia vào bài kiểm tra của Cung Hỗn Nguyên sau đó không lâu, tranh đoạt cơ may trở thành tôn giả. Tuy rằng quy định chỉ có tu hành giả trong top 100 của bia kỷ nguyên mới có thể tham gia, nhưng sau lưng những người này đều có tôn giả chống lưng hoặc có gốc gác lớn, muốn lấy được một danh ngạch tham gia cũng không phải chuyện gì khó. Đây sẽ là một cuộc đụng độ vô cùng lớn. Hầu hết những người trẻ tuổi hàng đầu thuộc cảnh giới thần quân đều tham gia vào bài kiểm tra lần này của cung hỗn nguyên, hơn nữa những người thuộc thế hệ đi trước giống như chu tước thần quân, chân nhân khổng long, lôi vũ, còn có ám mà cũng sẽ tham gia. Chân nhân Thái Huyền nói, qua bài kiểm tra này, tất sẽ có một vị tôn giả mới ra đời. Kỳ thật, không cần chân nhân Thái Huyền nhấn mạnh, rất nhiều người cũng đoán được. Bởi vì kỳ nguyên này đã gần 10 vạn năm không hề xuất hiện tôn giả. Tôn giả xuất hiện gần đây nhất chính là thần tôn cơ giới của tộc cơ giới. Rất nhiều người suy đoán, lần này có ba người có thể cạnh tranh cơ hội trở thành tôn giả nhất. Người thứ nhất đương nhiên là Chu Tước Thần Quân, người thứ hai là đạo nhất và người thứ ba ba là ám ma, còn những người khác chỉ là làm nền, ngay cả Ngao Vấn Thiên cũng vậy. Trừ những thứ này, còn có một tin tức khác. Ám ma giết vương hậu thiên ma nhưng lại không hề bị tộc cổ ma đuổi giết, ngược lại còn được tiếp nhận vị trí thiên ma vương của tộc cổ ma. Trong căn cứ của Chu Tước Thần Quân, hai mắt triệu huyền phát sáng, cơ may trở thành tôn giả. Anh ta liếc trộm đường Tuấn. Ha ha, hy vọng trở thành tôn giả bảo tống tới rồi. Đường Tuấn nhìn vẻ mặt của Triệu Huyền, trong lòng không còn lời nào để nói. Tên này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh ta thật cho rằng có thể trở thành tôn giả sao? Tuy rằng hiện giờ Triệu Huyền cũng đã ở cảnh giới thần quân đỉnh cao, nhưng hy vọng chỉ có thể dùng từ xa vời để hình dung. Lúc này, một trận giao động vô hình bỗng nhiên bao phủ toàn bộ chiến trường kỷ nguyên. Tới rồi, Chu Tước Thần Quân ngồi ở trên đệm hương bồ, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, lẩm bẩm nói. Trong lòng Đường Tuấn vừa động, cảm giác tâm thần giống như bị một sức mạnh to lớn bắt lấy, kéo đi về phía không gian xa xôi bất tận. Đồng thời, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Đường Tuấn, người đứng thứ nhất bài kiểm tra lần này sẽ được khen thưởng một quả tiên tôn. Với những người còn lại thông qua bài kiểm tra, thân phận học trò cũng được tăng thêm một bậc. Đường Tuấn hạ xuống giữa một vùng biển cả, trên mặt còn mang theo một tia chấn động. Quả tiên tôn có thể làm cho một người ở cảnh giới thần quân đỉnh cao trực tiếp trở thành cảnh giới tôn giả, hơn nữa không có tác dụng phụ, đây đúng là bảo bối có thể khiến cho giới thần quân phải điên đảo. Quả tiên tôn xuất hiện lần trước đã bị một vị thiên kiêu của tộc cơ giới đoạt đi. Sau đó, tộc cơ giới lập tức có thêm một vị thần tôn cơ giới. Vậy mà lại là quả tiên tôn, Đường Tuấn không kìm được mà run rẩy. Đồng thời sự tò mò của anh về Lai Lịch Cung Hỗn Nguyên cũng càng nhiều. Đến loại đồ vật như quả tiên tôn cũng có thể lấy ra, rốt cuộc cung Hỗn Nguyên là địa phương nào? Lúc này, ở những vị trí khác trên vùng biển lần lượt có người xuất hiện. Trong mắt Trương Định An hừng hực tham vọng, thấp giọng nói, nhất định phải lấy được quả tiên tôn. Tu vi của anh ta đều là do các vị tôn giả quán đỉnh cho, nếu không có cơ duyên, cả đời rất có thể chỉ dừng lại ở cảnh giới này mà quả tiên tôn chính là một cơ hội. Ở một nơi khác, trên mặt đạo nhất lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng nhiều hơn là ý chí chiến đấu. Anh ta có thể không cần quả tiên tôn nhưng nhất định phải đánh bại đường tuấn. Quả tiên tôn. Chu tước thần quân nhíu mày. Đối với bảo vật biết bao người ngưỡng mộ, ông ta lại vô cùng bình tĩnh. Sự xuất hiện của quả tiên tôn làm bài kiểm tra lần này có một ván cược lớn nhất, khiến tất cả tu hành giả vì thứ này mà điên cuồng bỏ ra hết thảy. Trên một hòn đảo hoang vắng, sóng biển xô bờ cát, thi thoảng còn có vài chú chim biển bay ngang qua. Đường Tuấn đứng trên một khối đá ngầm ở bờ biển, nét mặt nghiêm túc, thần niệm tản ra bốn phía. Sau khi thăm dò qua, sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi. Không gian nơi kiểm tra lớn vượt xa tưởng tượng của anh. Có điều, sau khi kiểm tra một lượt, anh vẫn có được thu hoạch. Bóng dáng Đường Tuấn bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện ở một nơi khác trên mặt biển tĩnh lặng thủy diều diều vừa bắt đầu ngưng tụ khởi động pháp lực nhưng khi thấy người đó là đường tuấn vẻ mặt lạnh lùng của cô ta biến mất thay vào đó là tươi cười sán lạn giọng nói của cô ta mang theo một tia mừng rỡ những người khác nhìn thấy thủy diều diều lộ ra vẻ mặt như thế thì cũng không còn định ý với đường tuấn thủy diều diều đi đến trước mặt đường tuấn dường như đang nghĩ tới cái gì sau đó cúi thấp đầu dịu dàng nói anh cố ý tới tìm tôi sao lúc nói chuyện Gương mặt xinh đẹp của cô ta hơi ửng hồng. Đường Tuấn đáp, cứ xem là vậy đi. Lúc trước thần niệm của anh quét qua bốn phía, phát hiện ra đội ngũ của Thủy Diểu Diểu thì nhanh chóng đuổi tới. Nói là cố ý tới đây có vẻ như cũng không có vấn đề gì. Gương mặt xinh đẹp của Thủy Diểu Diểu càng thêm hồng, lúc đầu trong lòng cô ta vẫn còn có chút oán trách Đường Tuấn, bởi vì trước kia Đường Tuấn đã đồng ý sẽ tới tộc biển tìm cô ta nhưng anh lại không tới nếu không phải Ngao Vấn Thiên đột nhiên tiến vào chiến trường kỷ nguyên, hôn ước không có cách nào tiến hành theo bình thường thì có lẽ hiện tại cô ta đã trở thành thánh nữ đầu tiên của tộc biển đào hồn. Nhưng giờ phút này, nghe được câu trả lời khẳng định của Đường Tuấn, trong lòng Thủy Diểu Diểu chỉ còn cảm giác ấm áp. Có lẽ anh ấy bận nên đã quên mất, thậm chí Thủy Diểu Diểu còn tự tìm cho Đường Tuấn một lý do chính đáng. Cô cũng tới đây vì quả tiên tôn sao? Đường Tuấn hỏi. Thủy Diểu Diểu gật đầu, sau đó lại lắc đầu khẽ nói phụ hoàng bảo tôi tới tranh thủ một chút nhưng tôi tôi càng muốn gặp được anh hơn những lời này thủy diều diều thật sự nói không thành lời đúng lúc bầu không khí giữa hai người trở nên xấu hổ thì một tiếng quát truyền đến anh chính là đường tuấn người lên tiếng là một thanh niên hai tay của anh ta là hai chiếc càng cua lớn vẻ mặt anh ta lạnh lẽo nhìn đường tuấn ánh mắt không hề có ý tốt giải kiêu lông mày lá liễu của thủy diều diều hơi nhíu lại, khẽ gọi một tiếng. thanh niên gọi là giải kiêu hơi giật mình, nói công chúa, bọn họ chỉ là bất bình thay cho thủy diều diều, thủy diều diều thích đường tuấn, đây không phải là bí mật gì trong giới cao tầng của tộc biển, tộc biển cũng không bài xích điều này, bởi vì đường tuấn là thần y sư nổi danh tinh hải, thậm chí còn đem thần văn hỏa tự tặng cho thủy diều diều, cũng coi như là xứng đôi vừa lứa với thủy diều diều, nhưng ai ngờ tới. Đường Tuấn lại là kẻ phụ lòng, làm Thủy Diều Diều khổ tâm chờ đợi. Thủy Diều Diều có thể không cần công đạo, nhưng bọn họ bắt buộc phải thay cô ta đòi lại một cái công đạo. Thủy Diều Diều hung hăng trừng mắt với giải kiêu, nói chuyện của tôi, tôi tự mình quyết định. Cô ta nhìn về phía đường Tuấn, ánh mắt kiên định xưa nay chưa từng có, nói chúng ta có thể đồng hành cùng nhau được không? Tôi đã học được ba loại căn nguyên chi lực, sẽ không vướng chân anh. Khí tức căn nguyên của nước, căn nguyên của lửa và căn nguyên của sấm phát ra từ trên người cô ta. Hết tập 200.